mình quay chào các bạn đã đến với kênh TV của bạn Nấm Khò nhá. Chào tất cả các bạn, hôm nay là mình sẽ làm một clip là ăn táo mèo với cả nhãn. Mùa Covid nên là mình chuẩn bị được ít nguyên liệu, thế là mời các bạn ăn cùng mình nhá. Ăn đi các con. Ăn đi các con. Chua. Ôi. Quả táo mèo ngon lắm các bạn. Đã là chua cơ. Chua chát. Chua táo mèo ăn đi các bạn nhá. Cảm giác rất là phê, tuyệt vời. Ngọt. Rất là ngọt các bạn. Ngọt chát. Chắc. Táo mèo xuống mình các bạn nhá, quả to lắm. To bằng nắm đấm của em nấm luôn. To, khổng lồ luôn. Chưa có mình. Nó ngon không nấm? Nó ngon không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu từng bạn nhá. Bạn tên gì bạn ơi? Đông bạn. Bạn ăn có ngon không? Bạn tên gì? Tên Súng. Bạn ấy xấu hổ quá, bạn ấy không nói. Thế bạn đẹp trai tên gì nhỉ? Bư. Có tên Bư à? Bư Giang Súng. Thế chị này, chị gì nhỉ? Chị xinh gái ấy. Chị tên gì? Có tên gì? Bạn ấy ăn ngon quá chứ kịp trả lời các bạn ạ. Bạn này tên Mít, bạn này tên Bư nhá. Còn bạn này tên Nấm này. Đây là tao khí. Ngon rồi các bạn ạ. Ăn khỏe vào. Sáng ngày 19/8/2020. Mình có thể chuyển sang ăn nhán nữa. Vừa ăn chua và ăn ngọt các bạn ạ. Ăn chua và ăn ngọt. Mời các bạn nhá. Mời bóc cho nhán. Nhán nhà mình các bạn nhá. Không có ai quay nên điện thoại hơi lệch một tí, các bạn thông cảm nhá. Đây nhán này. Các con ăn nhán đi. Rất là nhiều nước ngọt. Mời các bạn. Chị biết ăn đến đâu rồi chứ hết à? Có ngon không? Anh Vư được mấy quả thôi? Một quả ăn mãi thôi, không hết các bạn ạ. Bởi vì quả này ăn rất cứng này, rất chát. Cứng này, chát này, chua.
ngọt, bốn vị. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của bạn Nấm nhá, để kênh của bạn Nấm phát triển hơn. Ăn nhán đi các con. Bây giờ mình ăn chua xong rồi mình chuyển nó sang ăn ngọt thì nó để tráng miệng các bạn nhá. Ăn đi có hô con đi đâu? Ngủ tay. Có ngon không chị Mít? Ngon được chấm đúng không? Các bạn này, nếu mà mình quay xong thì mình nhắn tin cho đúng rồi, quay xong thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem nhá. Để các bạn ủng hộ kênh của bạn Nấm, bạn Mít này, bạn Cò, bạn Bắp nhá. Bây giờ mình đã ăn xong rồi, xin chào các bạn, tất cả các bạn nhá. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nhá.